Ok, xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư ha. Cũng chào mừng tất cả các anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh của Việt. Thì hôm qua em có một số cái việc bận cho nên là không thể ra video một cách sao cho nó chỉnh chu được, và cũng như là nó không có đúng giờ để cho anh chị tham khảo, và giờ đấy về hơi trễ cho nên là cái video nó ra nó cũng sẽ không được đảm bảo về cái yếu tố mà cho anh chị tham khảo một cách nó kỹ lưỡng và nó khách quan nhất. Và khi mà chúng ta thấy là cái video nó làm vội vã, nó làm không có được bài bản chỉnh chu thì nó cũng có lỗi với chị, nó cũng rất là thiếu tôn trọng cho anh chị, cho nên là em quyết định không làm. Và hôm nay em lại quay trở lại với cái video này để phổ biến cho anh chị về cái thị trường hôm nay. Thì em thấy là có rất nhiều nhà đầu tư ở cái thời điểm hiện tại anh chị nên phân vân giữa việc là mua mới hay nắm giữ cổ phiếu, và nếu mà mua mới chúng ta nên tham gia những cái mã ngành nào, những cái mã ngành nào trong cái giai đoạn hiện tại nó có những cái động thái nó hồi phục và nó tạo đáy, nó xác nhận một cái đà tăng cho một cái nhịp phía sau. Thì hôm nay em cùng các anh chị ha thì cũng cùng nhau bóc tách ra những vấn đề đó, chúng ta cùng tham khảo, chúng ta cùng điểm qua về thị trường nó như thế nào ha. Thì lời nói đầu tiên, nếu mà anh chị lần đầu xem cái kênh YouTube của em hoặc là đã xem rồi mà chưa đăng ký kênh thì anh chị có thể là ấn cái nút đăng ký để ủng hộ em cho những cái video lần sau, và tiện thể anh chị cũng có thể theo dõi những cái nhận định về danh mục cổ phiếu mà em hay up lên đây để cho chúng ta có những cái dư đề cũng như là tài liệu chúng ta tham khảo, và cũng như là những cái kiến thức mà em mang đến cho anh chị ha. Ok, thì chúng ta quay vào thị trường. Đó đó là hôm nay á, vừa đi của chúng ta đã có cái gì ạ? Đã có một cái lượng hàng T cộng 3 đổ về, tức là cái phiên này này anh chị. Đấy, cái phiên này là cho thấy á, thị trường á, anh chị thấy cái phiên hôm nay phản ánh về cái thị trường đã có một sức mạnh dòng tiền đối với ngờ, nó hấp thụ rất mạnh mẽ các cái mặt hàng vừa về cái phiên giao dịch vừa rồi, là cái phiên này nè anh chị vượt mốc đỉnh lịch sử của thị trường 1.200 điểm nè. Bởi vì thế anh chị có thể thấy đó, cái tâm lý mông lung của nhà đầu tư ở cái thời điểm hiện tại về cái việc là gì, về cái việc cầm nắm cổ phiếu và chốt lại cổ phiếu trong cái giai đoạn này là một cái cuộc đấu tranh tư tưởng của các nhà đầu tư ở bên phe cầm hàng thì muốn chốt lại, muốn bảo toàn lợi nhuận, mà chúng ta trong giai đoạn vừa rồi chúng ta đã có những cái trạng thái mua vào và kỳ vọng thị trường nó vượt đỉnh. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có những cái nhà đầu tư không kịp mua ở cái những cái đợt vừa rồi, những cái giai đoạn vừa rồi, và khi mà thị trường nó vượt đỉnh lên á, nó vượt đỉnh, nó bứt phá một cách cực kỳ mạnh mẽ như vậy, là anh chị nhìn lại phải là gì ạ? Nhìn trạng thái thị trường đi lên trong cái sự tiếc nuối, và cho tới cái thời điểm hiện tại anh chị mới có cơ sở cũng như là có những cái cơ hội để tham gia lại một cái nhịp chỉnh ít ỏi từ ngay cái đầu phiên sáng mà VN nó tạo gấp đao, về VN nó tạo gấp đao cho thấy ở đây là gì, cho thấy là nhà đầu tư cầm hàng ở cái những cái phiên này nè, người ta chốt lãi trong cái phiên ATO. Thì khi mà người ta chốt lãi trong cái phiên ATO, nó quyết định được cái gì ạ? Nó quyết định được cái giá cả về cái mặt gọi là tạo gấp đăng hay là tạo gấp ít đăng. Những cái vùng này à, nhà đầu tư có những cái trạng thái chúng ta kỳ vọng vượt bậc, chúng ta kỳ vọng rất là nhiều ở thị trường, thì thị trường sinh ra những cái trạng thái gấp ít đi lên và tăng điểm ha. Còn những cái vùng này đa số nhà đầu tư mà mua được ở những cái phiên này nè, thì anh chị lại có những trạng thái anh chị bán ra, anh chị chốt lãi về T cộng 3. Thì đó là lý do cho thấy là hôm nay cái thị trường của chúng ta sinh ra trong một cái gấp đao như vậy. Thì trong cái giai đoạn này á, các anh chị nhà đầu tư á, bị một cái hiệu ứng là gì anh chị? Bị một cái hiệu ứng FOMO và giải ngân vào rất nhiều khi có cái lượng hàng nó chỉnh đỏ trong cái thời điểm mà anh chị thấy là vào phiên sáng nó có những cái phiên chỉnh đỏ ít ỏi, nhưng mà cái lượng tiền anh chị nó đổ vào một cách rất là mạnh mẽ đúng không? Và tức có nghĩa là anh chị có thể hình dung ra là thị trường luôn có một dòng tiền bên ngoài nó chực chờ sẵn, thì sẽ có những yếu tố hấp cung luôn luôn được xảy ra để đối ứng lại với cái lượng hàng bên phe bán nó tuồn ra ngoài. Đó, vì thế cái giai đoạn này em đánh giá là cái cuộc đua tâm lý về cái việc mà nhà đầu tư á, anh chị cầm hàng và mong muốn được cái sự chốt lãi, muốn được thoát ra khỏi cái cổ phiếu mà anh chị đã giải ngân so với thị trường, đúng không ạ? Bởi vì khi mà anh chị á, mà bán ra cái lượng hàng của mình thì cái dòng tiền bên ngoài luôn luôn muốn là mua vào, thì cái việc á, thị trường tiếp tục kéo lên trong giai đoạn tới là điều tất yếu thôi. Tại vì sao? Tại vì cái giai đoạn này là sự phân hóa dòng tiền, nó sẽ thay phiên nó chảy vào những cái mã cổ phiếu nó chưa chạy trong cái thời gian vừa rồi, và hôm nay anh chị có thể để ý, và cũng như là không cần em nhắc anh chị cũng đã hình dung được rồi. Đặc biệt đó là cái dòng dầu khí đã có tín hiệu nó tạo đáy, thì một cái vòng lặp như vậy nó sẽ diễn ra, nó sẽ tạo cho thị trường một cái bệ đỡ về một cái dòng tiền cực kỳ vững chắc. Những cái gọi là cái gì,
chúng ta hình dung ra như là cái dây an toàn trên cái tàu ha, dây an toàn trên tàu. Nhưng anh chị phải biết á, là tàu nào cho nó nhanh, tàu nào cho nó đúng. Tức là giai đoạn này anh chị phải biết chọn mã nào đúng cái mã cổ phiếu, chọn đúng cái mã ngành để chúng ta có thể giải ngân, chúng ta vào và chúng ta kỳ vọng cái nhịp sau. Thì hôm nay em và các anh chị khách hàng của em đã có những cái động thái đầu tiên khi mà chúng ta chốt lại một số cái dòng cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán và quay trở lại dòng banh trong cái giai đoạn vừa rồi ha. Thì hình dung ra vấn đề cái cốt lõi của thị trường là như vậy. Dòng tiền luôn luôn nó chờ ở bên ngoài, tức là khi anh chị hình dung ra là nó tạo một cái gấp đao ở như vậy, thì đáng ra cái tâm lý của nhà đầu tư ở cái thời điểm hiện tại anh chị thấy là ô, thị trường chỉnh, thị trường bị biến động mạnh, thì anh chị sẽ có những cái động thái anh chị bán hết hàng, anh chị bán, anh chị chốt lãi. Nhưng mà có một cái nỗ lực dòng tiền nó luôn luôn hấp lại được cái lượng cung ở những cái phía bên này, thì hôm nay về đi nó đi cũng gọi là đúng cái kịch bản mà em đã đặt ra trong cái chí ít á, là em không có ra video vào ngày hôm qua, nhưng mà cái video tuần trước nó sẽ diễn biến như thế nào thì anh chị cũng hình dung ra được rồi ha. Là nó sẽ trong một trạng thái nó đi ngang và nó tiếp tục hấp thụ cái lượng cung hàng mà nhà đầu tư ở cầm ở phía bên này, người ta đã có những cái động thái, người ta chốt lại dần và sẽ hấp thụ tiếp tục cái lượng cung mà nhà đầu tư ở những cái phía bên này tiếp tục. Người ta đến hôm nay người ta chưa chịu chốt hàng và sẽ rủ bỏ cho anh chị chốt hàng. Đấy là như vậy. Và anh chị thấy hôm nay á, tự doanh mua bán ròng rất nhiều, và hôm nay người ta cũng mua ròng tầm khoảng 130 tỷ và mua ròng đối với cổ phiếu nào anh chị hình dung ra được không ạ? Đó là vẫn là những cái cổ phiếu Techcombank nè, MWG, hầu hết những cổ phiếu trụ trong cái giai đoạn này người ta đều có những cái động thái người ta mua ròng và thì anh chị hình dung ra đó là cái sức mạnh dòng tiền của thời điểm hiện tại. Anh chị đánh giá nó cao, nó đắt, nó mắc, anh chị không muốn mua vào trong cái giai đoạn này và anh chị chờ chỉnh thêm. Nhưng thực ra cái giá mà anh chị xem á, là nó đắt, nhưng những ngày hôm sau nó lại rẻ đối với thị trường. Đấy, cho nên là những cái xu hướng hiện tại chúng ta phải nắm bắt được những cái mã ngành nào nó đang chạy, những cái mã ngành nào nó đang có nhiều động thái, nó chuẩn bị tích lũy, nó tạo đáy, nó chuẩn bị đánh lên. Là như vậy. Những cái giai đoạn vừa rồi dòng chứng khoán này, dòng banh, nó có những cái động thái nó hồi phục rất là mạnh mẽ, nó tăng điểm rất mạnh mẽ và gần như là những cổ phiếu đó nó vượt đỉnh, nó vượt đỉnh và nó tăng trong một giai đoạn rất là khá, đúng không? Tầm khoảng 7-15% là ít. Cho nên những cái nhịp đó, những cái nhịp như vậy nè, nó bị một cái trạng thái chốt lại ha, để cân bằng lại cái lượng cung cầu của nó là điều tất yếu phải xảy ra. Mà trên thị trường này đó là trả lại cái sức mua, sức bán, trả lại cái cung cầu sao cho nó cân bằng, cổ phiếu mới mang được cái tính chất ổn định mà kéo về lâu về dài được, đúng không? Nhưng anh chị hình dung ra đó là thị trường hiện tại, em đã nói rồi, dòng tiền luôn trực chờ bên ngoài, nó trực chờ nó mua vào. Tức á, là khi á, mà anh chị, một số cái anh chị nhà đầu tư á, mà cầm hàng ở những cái phiên này người ta chốt lãi ra, đúng không, thì người ta chưa biết mua lại những cổ phiếu nào. Cho tới hôm nay rất là nhiều anh chị nhà đầu tư chốt lãi ra và anh chị chưa biết mua lại những cái cổ phiếu nào sao cho nó hợp lý và nó an toàn nhất, đặc biệt là khi mà anh chị nhìn về những cổ phiếu kia nó chưa chạy, nhưng mà anh chị nhìn về Verney anh chị lại rén, anh chị lại sợ, đúng không ạ? Nhưng chị an tâm về những cổ phiếu dòng dầu khí hiện tại. Một lát nữa em sẽ phổ biến cho chị tại sao nó lại xác nhập vào đây. Và khi mà tạo đáy, những cái cổ phiếu như là BSR, Bình Sơn nè, Bao nè, Oi nè, những cổ phiếu như BVF, BVD, BVT, nó sẽ target đến đâu thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Và cho tới thời điểm hiện tại, nó, Verney là một cái gì ạ? Verney là một cái sự, sẽ diễn ra một cái sự phân hóa dòng tiền ở quanh cái thời điểm này. Vì cái tính chất thị trường từ trước đến giờ là như anh chị có thể thấy, đó là khi mà thị trường mà tăng một đoạn rồi, những cái cổ phiếu chủ chốt để kéo thị trường trong cái giai đoạn trước nó sẽ cần nghỉ ngơi, thì khi đó thị trường sẽ có những cái động thái tăng điểm nhẹ hoặc là chỉnh nhẹ, tích lũy quanh lại trên những cái vùng này và sẽ có xu hướng một đó, là nó tích lũy trở lại đây, nó test lại vùng gáp ở đây và nó chuẩn bị cho một xu hướng nó tăng tiếp ha. Hai là cái nhà đầu tư ở những cái vùng phía dưới này, cái kịch bản nó sẽ xảy ra là nhà đầu tư không chịu chốt, nó sẽ rủ xuống ở quanh những cái vùng đỉnh này, tức là những cái vùng giá như là 1115 điểm như vậy nè ha, nó rủ xuống những cái vùng này để cho anh chị có nhiều động thái, anh chị chốt lại đi. Verney của chúng ta, con tàu lớn của chúng ta mới có thể nhẹ hàng mà nó kéo lên ở một nhịp sau cho nó mạnh mẽ hơn nữa ha.
hình dung ra là thị trường nó sẽ như vậy. Chúng ta sẽ cần những cái phiên nhiều hơn là cái phiên hôm nay, nhiều hơn là cái phiên giao dịch một hai phiên như vậy, để chúng ta có thể định lượng được cho nó chính xác hơn và nó rõ ràng hơn nữa xu thế của Money ở cái thời điểm hiện tại. Nhưng cái thời điểm hiện tại anh chị cứ an tâm, nó sẽ quanh một cái trạng thái đó, là nó chỉnh và tích lũy lại quanh những cái vùng này thôi ha, chưa có động thái nào nó xấu cả. Và cũng như là em còn lại phía là em nghiêng về cái phiên tăng điểm nhiều hơn nữa. Tại vì sao? Tại vì khi á, cái lượng hàng nó hấp cung lại, nó đối ứng lại với cái cung hàng bán ra, nó mạnh mẽ tới mức như vậy nè, thì chúng ta hình dung ra cái việc mà thị trường nó có mạnh hay yếu, chúng ta đều có câu trả lời đối với thị trường đúng không? Thị trường cực kỳ mạnh, thì khi mà thị trường cực kỳ mạnh, nó rũ bỏ xong, nó sẽ tăng, quay trở lại, nó tăng lại bình thường. Và em đánh giá trong cái nhịp này, nếu nó tích lũy, nó sẽ tích lũy một cái những cái phiên rất là ngắn, tức là tầm khoảng 3 đến 4 phiên nó chạy, là điều kỳ vọng một kịch bản nó rất là đẹp cho thị trường ở thời điểm hiện tại. Cho nên chị cứ lưu ý ha. Và cái hôm nay á, em cùng các anh chị khách hàng của em nè, hôm nay cái phiên đầu phiên chiều em cũng có phân tích dòng dầu khí cho các anh chị nhà đầu tư ở cái thời điểm hiện tại của chúng ta. Cho nên là phiên hôm nay em có giải ngân cho gia tăng đối với BVS và cũng như là cho mua mới đối với BVS đấy. Anh chị hình dung ra đó là em có giải thích như vậy, đó là dòng dầu khí hiện tại, các nhà đầu tư hiện tại gần như là anh chị rất chán nản với cái dòng dầu khí rồi, bên mua bên bán đều không có đả động đến, tức là nhà đầu tư thì có một số các anh chị nhà đầu tư, anh chị cầm cái dòng dầu khí, anh chị chán quá anh chị bán, anh chị qua một cái dòng băng, nhưng anh chị bị sai một cái điểm, đó là anh chị bị thị trường cuốn theo cái nhịp, thị trường cuốn theo cái nhịp mà chúng ta bị mắc bẫy, đó là khi mà dòng banh nó chuẩn bị nó chỉnh thì anh chị là cái dòng cổ phiếu của chúng ta, tức là dòng dầu khí nó chuẩn bị quay trở lại nó tăng, thì anh chị lại bán những cái dòng cổ phiếu của chúng ta chuẩn bị tăng mà chúng ta nhảy qua những cổ phiếu dòng banh, thì anh chị lại ăn chỉnh lần hai, thì cứ như vậy tài khoản của anh chị rất là dễ lỗ trong một cái nhịp mà thị trường đi lên. Phân hóa, cái sự phân hóa dòng tiền theo các mã ngành thì nó sẽ không hay chút nào. Bởi vì thế anh chị nên cần trang bị một kiến thức, cần nên có những người đồng hành sao nó chuẩn chỉ và nó sát sao nhất, nó phục gọi là tư vấn cho anh chị về cái thời gian real time trong phiên, nó sẽ ok rất là nhiều. Phải đáp ứng được những cái gì, cái kiến thức chuyên môn sao cho nó ok nhất ha. Và cái nhịp rũ này á, đã gần như nó hoàn thiện rồi, và anh chị nhìn những cái cổ phiếu dòng dầu khí đi, trong khi mà dòng chứng khoán nó tăng thì nó lại có những cái nhịp rũ bỏ liên tục như vậy. Và những anh chị á, mà kỳ vọng, có một cái tâm lý kỳ vọng về thị trường một khi đã vượt đỉnh 1.200 rồi, thì những cái dòng cổ phiếu của ít nhất á, là dòng dầu khí của anh chị đang nắm, anh chị kỳ vọng về nó sẽ có những hồi phục và xanh điểm. Nhưng những cái phiên như vậy nè, thị trường đi lên rất là mạnh, dòng dầu khí không đi lên, đấy là anh chị rất là chán nản, anh chị bị rũ bỏ ra khỏi cái cổ phiếu của chúng ta đang nắm giữ, và nhà cái đánh được vào cái tâm lý của anh chị ha. Cho nên là anh chị mua nắm dầu khí mới thì mình đánh với một cái tâm thế là chúng ta săn mồi, chúng ta rình mồi mua mở vị thế, cầm cái cán đó, và khi á, mà vào sóng, và hôm nay đã xác nhận vào sóng rồi nè, và sẽ có một cái nhịp gia tăng và mua mới cho các anh chị khách hàng của em trong cái nhịp sau. Và cái room này là room khách hàng của em hỗ trợ tư vấn cho các anh chị mà đồng hành cùng em bên cái hệ thống VBS ha. Đấy, thì các anh chị nắm giữ với một trăm thế, và chúng ta khi mà vào sẵn rồi gia tăng đánh, và chúng ta chỉ có những cái động thái chốt lại của nó thôi. Còn khi mà những cái cổ phiếu mà chúng ta như là dòng ngân hàng ấy, anh chị hình dung ra là khi mà nó tăng mạnh rồi anh chị mới vô mua, thì anh chị rất là dễ bị cuốn theo cái nhịp hưng phấn của thị trường, và rất dễ bị cái gì anh chị, rất dễ bị ăn chỉnh. Nó rất là không hay cho một cái nhịp mà uptrend rất là mạnh mẽ như vậy của thị trường. Cho nên chúng ta cần phải biết lựa chọn cái mã ngành nào mà chúng ta đánh sao nó chuẩn chỉ nhất ha. Đấy, đó là giờ hiện tại tổ chức người ta chưa đánh thôi. Nếu mà người ta đánh rồi thì cái lượng tiền gì anh chị, lượng tiền chốt lãi từ banh sẽ đổ qua dầu khí, lượng tiền chốt lãi từ banh sẽ đổ qua dầu khí là anh chị hình dung ra được rồi đúng không? Khi anh chị mà có lãi bên dòng banh thì anh chị bán, anh chị chưa biết mua cái gì. Nhưng mà tự nhiên anh chị thấy là ô cái miếng mồi này ngon ăn quá, dòng dầu khí đang tạo lấy rồi, anh chị lại đổ vào mua, thì cái tâm lý đám đông nó kéo theo rất là nhiều nhà đầu tư như vậy. Thì cái dòng tiền một khi dòng dầu khí đã nổ, nó đổ vào cái dòng dầu khí, nó tăng, dòng tiền đổ vào nó tăng rất là mạnh mẽ, là điều em có lên plan sẵn trong cái hệ thống của em, và cũng như là kỳ vọng cách đánh của dòng dầu khí cũng như là BVS nó như thế nào ha. Ok,
Thì hôm nay á, em cũng cho là gì anh chị, chốt lãi rồi. Một số cổ phiếu như MB Bank cũng cho chốt lãi này. Đấy, MB Bank em cũng cho chốt lãi trong cái giai đoạn này. Tức là chúng ta em chỉ giữ một nửa và tối ưu hóa được cái lợi nhuận cho các anh chị khách hàng của em. Cũng như là MBS này, dòng chứng khoán. Đây, dòng chứng khoán em chốt giá 25.3, em mua giá bao nhiêu anh chị? Em mua giá này. À, thì nó vượt đỉnh, nó sẽ cần một cái nhịp chỉnh như vậy thì em sẽ cho anh chị chốt lại và vào lại sao đối với những cổ phiếu dạng như vậy ha. Chị hình dung ra là như thế. Thật ra hôm nay cũng chẳng làm gì đâu, em chỉ ngắm cái dòng băng nó tăng, nó tăng điểm, nó tăng tới một mức anh chị đủ kỳ vọng, em đủ kỳ vọng, ok, chúng ta chốt lại, chúng ta vui, chúng ta hạnh phúc, chúng ta hài lòng vì những gì chúng ta đang có và chúng ta bắt đầu những cái vòng mới qua những cái dòng cổ phiếu mà dòng tiền đang chuẩn bị luân chuyển vào. Là như vậy, thị trường nó sẽ có những cái sự phân hóa như vậy đấy. Còn anh chị thắc mắc về khi mà thị trường nó đi lên, nó sẽ có nhịp chỉnh thì những cái dòng ngân hàng nó chỉnh, dòng tiền sẽ đi về đâu? Thì đó là câu trả lời cho anh chị về cái dòng dầu khí ha. Ok, thì chúng ta sẽ cùng đi qua bóc tách về những cái nhóm ngành ngân hàng hôm nay như thế nào nhá. Trước khi chúng ta sẽ quay trở lại dòng dầu khí. Đấy, thì dòng ngân hàng trước nha, ACB nè. ACB thì cái giai đoạn hiện tại anh chị có thể hình dung ra là một cái nó đánh theo một cái rất là bài bản đúng không? Trước giờ cái bản chất cổ phiếu này nó vốn luôn là như vậy rồi. Tại vì khi mà ACB có những động thái vượt đỉnh, có những động thái vượt đỉnh mà lượng hàng T+3 về ở trên này nó tăng quá mạnh, anh chị lại chốt lại đúng không? Chốt lại, nhưng mà nó không để cho nó mất đi cái động lực tăng giá của ACB nó vốn có. Tại vì hôm nay anh chị thấy nó ra tin tức ACB báo lãi quý đúng không? ACB báo lại quỹ rất là lớn thì nó cũng có góp phần nó đẩy, nó thúc đẩy cái giá cả của ACB sao cho nó về lại được cái vùng an toàn của nó. Thì hôm nay em thấy á, cái lượng nhà đầu tư bán ra ở những cái vùng này gần như người ta đã kiệt rồi, ai cần bán phiên hôm qua cũng đã bán rồi. Và cái phiên này là cái phiên cực kỳ cho thấy là cái ý chí tạo lập của nó muốn giữ chọn ACB nhiều như thế nào. Tại vì sao anh chị? Tại vì khi á, mà có những yếu tố chốt lại xảy ra, dòng tiền nhà cái nó không vào nó đỡ thì rất có khả năng là ACB sẽ thủng luôn những cái vùng gáp này nó được tạo ra, thì nó mất đi cái gì anh chị? Nó mất đi được cái động lực tăng giá của cái cổ phiếu này, nó bị gãy trên thì cái động lực tăng giá nó sẽ không còn mạnh mẽ nữa. Nhưng mà cái phiên điển hình là cái phiên ngày thứ ba hôm nay nó giữ được cái xu hướng giá, nó được giữ được cái độ tăng giá của nó, thì những phiên sau ACB tích lũy trở lại và nó tăng là điều hoàn toàn bình thường. Và đây không phải là lần đầu tiên em nói về cái target của ACB trong cái thời điểm này, cho thấy là cái lượng anh chị để nó bán như vậy chủ yếu là ai bán anh chị? Vốn bé như vậy chủ yếu là nhỏ lẻ người ta bán thôi, không có nhà đầu tư tổ chức mà bán cái vốn nhỏ tí như vậy làm cái gì cả, anh chị hình dung ra như thế ha. Đấy, cho nên những cái hành vi của tổ chức chúng ta đọc về được trên những cái khối lượng mà các cái cá mập đã đi tiền như thế nào trong cái giai đoạn mỗi phiên như thế nào ha. Cái giai đoạn gần này, đây không phải là lần đầu tiên nói về những cái mặt giá cả của ACB. Và nếu mà ACB đánh thoát được lên những cái vùng này ha, đánh thoát được lên những cái vùng giá 35 như vậy, cả bầu trời phía trước sẽ là của nó. Và nó chưa hề chạy nước rút trong cái nhịp tăng giá ở cái thời điểm hiện tại. Cho nên anh chị hình dung ra, khi mà nó vượt đỉnh được rồi, vượt đỉnh chính thức ở những cái vùng này, nó sẽ có những cái xu hướng nó tăng vượt bậc ha. Tại vì anh chị hình dung ra, tức là cái vol này là vol vượt đỉnh đúng không? Đấy, cái phiên này cái phiên vượt đỉnh nè, nhưng nó không đạt về cái yếu tố khối lượng thì nó bị chỉnh là điều tất yếu, nhưng nó sẽ chuẩn bị cho một cái nhịp tích lũy và tăng giá ở phía sau. Với cái khối lượng như vậy thì nó xác nhận anh chị có thể mua vào, bất chấp mua vào những cái phiên như vậy cũng được, anh chị vẫn có lãi trong cái nhịp phía sau, tại vì dòng tiền của nó đã đi vào trong cái thời điểm hiện tại rồi. Và tính về những cái mặt dài lâu ấy, đối với cổ phiếu này thì cái giá vốn của nó chung quy lại vẫn nằm ở những cái vùng 31-32 này, thì cái dư địa của nó vẫn còn nhiều so với cái việc và giá 31-32 so với giá 34 ha. Thì những cái ảnh vùng ảnh hưởng này của nó là nó vẫn còn dư địa nhiều để cho anh chị có thể giải ngân và gia tăng trong những nhịp phía sau. Tuy nhiên những cái đợt này anh chị có hàng anh chị nên nắm, anh chị chưa nên chốt lãi và đảo qua những cái cổ phiếu mà anh chị chưa chắc chắn là chúng ta có lãi đâu ha. Ok, anh chị cứ nắm cổ phiếu này, mua mới thì phải chờ một hai phiên nữa chúng ta sẽ có những cái điểm xác nhận và chúng ta gia tăng hoặc là mua mới đối với cổ phiếu này. Bởi vì thế cho nên là anh chị nhớ là follow theo sát kênh của em hoặc là follow cùng với em bên hệ thống của em nhá. Tiếp theo đó là VPBank nè. VPBank là một cổ phiếu em thấy là đánh giá rất là mạnh mẽ trong thời gian vừa rồi, và nó điển hình, nó đúng chất một mô hình là một leader của dòng ngân hàng trong cái thời điểm hiện tại. Tại vì sao anh chị?
cái vốn bản chất của nó là một cổ phiếu mạnh từ khi cái đợt rơi này cho tới bây giờ. Thị trường chỉnh nó không xi nhê, nó chỉnh nó không bao nhiêu cả, ngược lại rút chân nó tăng cũng rất là mạnh mẽ so với những cái cổ phiếu dòng ngân hàng khác. Thì cái nhịp này, em nói rồi, đó là VN mà nó không sao, VN nó vẫn trong một xu hướng tăng tốt, và trong trung hạn nó tốt, thì VPBank không thể nào gãy được với cái dòng tiền như vậy. Với cái số nhà đầu tư ở cái thời điểm hiện tại, anh chị chưa quá gọi là gì, anh chị chưa quá muốn tham gia quá nhiều vào cổ phiếu này, tại vì trong cái giai đoạn này cổ phiếu này đã tăng mạnh rồi. Thì anh chị hình dung ra, khi mà anh chị không muốn tham gia vào một cổ phiếu nào đó, anh chị ghé lạnh nó, thì nhà đầu tư đeo bám sẽ không nhiều. Nhưng khi nhà đầu tư đeo bám sẽ không nhiều nữa, thì những cái động thái tăng giá ở phía sau chủ yếu là nhà đầu tư tổ chức dòng tiền lớn, người ta cầm cổ phiếu này thì người ta sẽ có những cái động thái đánh lên vượt bậc. Tại vì nhỏ lẻ có bâu vào đâu mà nó đánh làm gì, đúng không ạ? Đấy, cho nên là anh chị cứ lưu ý đối với nó, lưu ý đối với nó, có hàng thì tuyệt nhiên nên cầm hàng và chơi những cái nhịp rũ bỏ như vậy mà gia tăng nè sẽ ok rất là nhiều nhá. Đấy, tiếp theo đó là BIT nè, một cổ phiếu mà em cho thấy là cái vùng hỗ trợ, vùng kháng cự này của nó đang dần dần nó bị phá bỡ, nó bị đục thủng đi. Tại vì cái vùng này sức mạnh của BIT không phải tự nhiên mà em đánh giá nó là tốt, một cổ phiếu tốt trong cái thời gian hiện tại đâu. Anh chị hình dung ra là một cái giai đoạn phía trước á, nó đã tăng điểm rồi nhưng nó bị rũ bỏ rất là mạnh trong cái thời gian mà thị trường nó gãy, đúng không? Nhưng khi mà nó sẽ phục hồi không mạnh mẽ bằng những cổ phiếu kia, ngược lại nó còn đi trong một cái biên sideway nữa, tức là dòng tiền nhà cái người ta chưa đổ vào trong cái giai đoạn này, chưa đổ vào trong cái giai đoạn phía trước từ khoảng đâu anh chị, từ tháng 3 quay trở lại về trước. Nhưng từ giữa tháng 3 trở đi, anh chị thấy dòng tiền bắt đầu tự nhiên nó đổ vào nè. Anh chị hình dung ra khi mà một thị trường nó đang lạnh, một thị trường nó đang có cái sự đề phòng và ghẻ lạnh đối với một cổ phiếu nào đó, mà tự nhiên những cái cổ phiếu như này lại nổ vol, ai đâu rảnh mà tự nhiên mua vào những cái cổ phiếu mà biết nó là nó yếu, nó ù lì, nó không chạy, thì nhỏ lẻ nó không, người ta không có động thái, người ta hưng phấn, những cái phiên hưng phấn như vậy nhỏ lẻ người ta không có tạo ra được đó. Cho nên là những cái phiên như vậy chỉ có dòng tiền lớn nhà cái người ta tạo ra và người ta đánh với những cổ phiếu như vậy thôi. Cho nên khi mà dòng tiền lớn nó bắt đầu nó đổ xô vào nè, anh chị thấy nhà đầu tư ở phía trên này người ta chốt lại là thứ nhất, tại vì vốn bản chất cổ phiếu này là một cái cổ phiếu vốn hóa lớn, cho nên rất nhiều anh chị nhà đầu tư dùng tiền mặt giải ngân đối với những cái cổ phiếu như vậy ha. Và nhà đầu tư đang kẹp hàng ở những cái vùng này, người ta cũng sẵn sàng chốt lại, thì nó tạo ra những cái phiên wash out nhà đầu tư như vậy nè. Những phiên wash out nhà đầu tư như vậy cùng với những cái nhịp rũ bỏ như vậy, thì tất cả các anh chị nhà đầu tư đeo bám ở những cái cổ phiếu này, anh chị bị lôi ra ngoài hết, anh chị bị lôi ra khỏi cổ phiếu hết, thì những cái nhịp phía sau dòng tiền là bắt đầu nó đổ vào đánh mạnh như vậy, thì những cái xu hướng sắp tới của BID thì em đánh giá ít nhất gì cũng phải lên là 49, ít nhất cũng phải lên là 49. Anh chị hình dung là như thế, dòng tiền hiện tại nó đang đổ vào rất là lớn, cho nên em cực kỳ kỳ vọng đối với những cổ phiếu như vậy. Và các hệ thống khách hàng của em đã vào những cái cổ phiếu như vậy từ cái vùng giá 45x nè, 45x những cái em vào phiên này và hiện tại sẽ có những xu hướng tích lũy, mà khi tích lũy đủ em sẽ cho gia tăng đối với các hệ thống khách hàng của em ở trong cái thời điểm hiện tại. Kỳ vọng về đánh lên 50 chúng ta ăn được mà khoảng 4 đến 5 giá là ok, đủ cho một cái target đối với những cái cổ phiếu dạng như vậy ha, anh chị hình dung ra được. Đấy, thì anh chị nào có hàng anh chị cứ nắm giữ, và đây cũng là những cái điểm mua, nhưng mà chúng ta sẽ bị anh chị mà tham gia ở cái thời điểm hiện tại thì anh chị nên lưu ý về cái mặt mà giải ngân mở vị thế thôi ha. Gia tăng thì chúng ta xác nhận, có những phiên xác nhận tăng điểm thì chúng ta gia tăng ở gì phía sau. Còn anh chị on in vào hết trong cái giai đoạn này thì rất là dễ anh chị bị rũ bỏ. Tại vì sao? Dòng tiền lớn nó vào không phải của nó sẽ có những xu hướng rũ bỏ, cho nên anh chị cứ lưu ý dần ha, hiểu được cái cách vận động của cổ phiếu, chúng ta rất dễ sinh tồn trên cái một con sóng uptrend này của thị trường, ai cũng có tiền, ai cũng vui nhá. Cổ phiếu này tiếp theo là Liên Việt nè. Liên Việt trong cái thời điểm hiện tại thì em đánh giá nó đã tăng được một số phiên khá rồi, và cái thời điểm hiện tại nó quay trở lại nó tích lũy thôi. Em đã vẽ sẵn ra từ những cái phiên này cho anh chị rồi, và thật ra Liên Việt vận động như vậy rất là tốt. Tại vì sao anh chị? Em kỳ vọng về nó chỉnh lại những cái vùng đỉnh cơ, nhưng mà nó lại không chỉnh về những cái vùng đỉnh như vậy, nó có những cái xu hướng nó tích lũy dần trong cái hộp như vậy nè. Thì khả năng nếu mà anh chị quan tâm cổ phiếu này,
những cái phiên tầm khoảng 3 đến 4 phiên sắp tới sẽ là những cái động thái mà cổ phiếu này có thể là bước tiếp một cái vùng nữa, và target cổ phiếu này là lên những cái vùng giá đâu anh chị, những cái vùng giá trên những cái vùng giá 19 này là target thứ nhất đối với Liên Việt ở trong cái giai đoạn này nè. Dòng tiền đổ vào, dòng tiền đổ vào rồi, dòng tiền chưa hề thoát ra ở những cái phiên phía sau này, dòng tiền chưa hề thoát ra, ngược lại nó còn hồi phục rất mạnh mẽ và nó quay trở lại, nó tích lũy, nó đánh theo một cái mô hình gì anh chị biết không ạ? Nó đánh theo một cái mô hình nền trồng nền, tức là tăng giá xong tích lũy lại, tăng giá xong tích lũy lại, tăng giá xong tích lũy, bị rũ bỏ cùng với thị trường đấy. Thì anh chị hình dung ra nó cách đánh nó rất là chắc, và nếu mà tính cách anh chị nhà đầu tư mà có một cái tính cách điềm tĩnh và nó không quá gọi là xô nổi thì anh chị có thể là lựa chọn những cổ phiếu dài như vậy, nó khá là phù hợp để cho anh chị đầu tư. Hoặc là anh chị có thể bận, anh chị không có thể thời gian xem giá được, vốn bản chất cổ phiếu này nó tốt, cho nên về trung hạn cổ phiếu này target nó rất là xa, target nó rất là xa. Khi mà dòng tiền chưa đổ vào nghĩa là nó sẽ có một nhịp đánh nước rút, mà khi mà đánh nước rút là anh chị hiểu rồi đó, nó như là những cái con như là TCM gì hình dung ra được không ạ? Như là đất xanh trong cái nhịp trước nè, nó đánh nước rút rất là kinh, mang lại lợi nhuận trong tay cặp cực kỳ nhiều. Cho nên chị cứ lưu ý đối với những cổ phiếu này, có hàng thì nắm giữ, không nên chốt ra những cổ phiếu như vậy. Nếu mà anh chị chưa có dầu khí thì anh chị nên cầm hàng, cầm cổ phiếu này nhá. Tiếp theo đó là những cổ phiếu như MB Bank nè. MB Bank trong giai đoạn này thì đánh giá là cổ phiếu nó cực kỳ mạnh rồi. Cổ phiếu nó cực kỳ mạnh. Cá nhân em hôm nay cũng cho chốt ra MB Bank giá 31.2. 31.2 tức là quanh những vùng này nè, quanh những vùng này. Thì cái cổ phiếu này khi mà dòng tiền nó đổ vào nó đánh như vậy á, thì những cái gì phía sau target 32 là điều hoàn toàn có khả năng. Trong cái đường mà em cùng các anh chị dạy, khách hàng của em giải ngân đối với những cổ phiếu dạng như vậy á, thì em sẽ cho anh chị chốt dần đi. Tại vì sao anh chị? Tại vì khi á, mà em có những cái động thái mà em mua giá này á, em mua giá 28.3, tức là những cái vùng giá ở phía dưới nè, T+3, T1, T2, T3, T3 về có lại rất là nhiều giá, được ăn khoảng 3-4 giá đấy, không ít đâu. Đấy, thì khi á, mà trên một cái đoạn đường mà cổ phiếu nó tăng giá mà chúng ta đang cầm, em ở đây em cũng chia sẻ kiến thức cho các anh chị luôn ha. Đó là trong cái đoạn đường mà chúng ta đi, đấy, cổ phiếu nó tăng mạnh trở lại, thì cùng với đó sẽ sinh ra những cái phiên hưng phấn của nhà đầu tư bên ngoài. Anh chị chưa nắm cổ phiếu này, đấy, thì chúng ta tận dụng được những cái phiên hưng phấn đó, chúng ta chốt lãi dần trên cái vùng mà hưng phấn đó. Thì hưng phấn là gì? Hưng phấn là nhà đầu tư sẵn sàng mua lại cái giá cao, sẵn sàng mua lại cái giá cao của một cổ phiếu nó đang chạy mạnh. Đấy là gọi là phiên hưng phấn. Mà khi anh chị hình dung ra được hưng phấn nó xảy ra rồi thì những cái nhịp chỉnh phía sau nó rất là nhiều, xảy khả năng chỉnh nó rất là nhiều. Target cuối cùng của em trong cái nhịp này đối với MB Bank đó là những cái vùng giá 32x nè, 32x nhỏ thôi. Thì lên tới đây em sẽ bán toàn bộ 50% số hàng còn lại. Nếu mà em có khuyến nghị anh chị thì là cũng là những cái vùng này. Những cái video trước em có khuyến nghị anh chị, thì nếu mà anh chị theo của em thì cũng xin là chúc mừng các anh chị mà đã follow kênh của em, và cũng như là có những cái đoạn để tham khảo ý kiến của em ha. Những cái vùng này anh chị là ưu tiên những cái vùng nên chốt ha. Cho nên chị cứ lưu ý đối với những cổ phiếu dạng như vậy, đạt target, đủ target chúng ta bán, chúng ta chuyển cơ cấu sang một số cái mảng ngành khác. Như hôm nay đấy, em chuyển MBS chuyển MBS qua những cái dòng dầu khí, chuyển MB Bank cũng qua dầu khí luôn ha. Anh chị lưu ý hình dung ra những cái vấn đề chúng ta cảm thấy đủ đạt. Nhà đầu tư tại sao ở dưới vùng 1200 anh chị không mua, và lên đây anh chị lại mua đuổi? Mà khi anh chị mua đuổi, anh chị rất có khả năng bị chỉnh, bị mua, bị chỉnh đỏ, bị rua bỏ, thì anh chị lại có ác cảm về thị trường. Hình dung là như vậy. Chúng ta phải có những cái chiến lược đầu tư cho nó phù hợp, và chúng ta nên nhìn nhận về cái giá cả. Ai cũng thấy giá nó cao, nhưng tại sao anh chị lại vào, đúng không ạ? Cho nên là anh chị cứ hình dung ra là như vậy. Tiếp theo đó là Techcombank nè. Techcombank thì anh chị để ý đi, hôm nay tự doanh mua ròng Techcombank rất là nhiều, cho nên là những cái nhịp này Techcombank sẽ còn một trong những cái dư địa. Em thấy là cái target trước mắt của em đối với Techcombank á là những cái vùng giá 44 này, những cái vùng giá 44 này là cái target trước mắt của em đối với cổ phiếu này. Techcombank thì trong giai đoạn này nó đánh một cách rất là bài bản, đánh một cách rất bài bản và cũng như là tôn trọng thị trường. Tại vì sao anh chị? Nó lên, nó tích lũy, nó ruộng bỏ rất là nhiều phiên, rũ bỏ một phiên, rũ bỏ hai lần, rũ bỏ ba lần,
lần thứ ba là lần mạnh nhất. Anh chị hình dung ra đó là cái những cổ phiếu nào cũng vậy, hết tính chất thị trường nó cũng vậy anh chị, là nó sẽ có một vài cái đợt rũ bỏ cho anh chị rũ bỏ bớt, và những cái nhịp mà sắp tăng, tức là cái tín hiệu mà anh chị có thể thấy là một cổ phiếu hay là thị trường nó chuẩn bị, nó có dấu hiệu, nó tạo đáy, nó đi lên, là thường là sau những cái phiên rũ bỏ cực kỳ mạnh của cổ phiếu hoặc là thị trường. Cho nên đây cũng là một cái phiên rũ bỏ cực kỳ mạnh nè, rũ bỏ cực kỳ mạnh đối với cổ phiếu này, cho nên nhịp phía sau khả năng bức đỉnh đối với cổ phiếu này là có. Và phiên hôm nay từ dâm tại sao mua đồng với cổ phiếu này, anh chị hình dung ra được đúng không, và cái dư địa sắp tới của nó lớn như thế nào, chúng ta có thể hình dung ra được. Và cổ phiếu này trong hôm nay mở cái phiên gap down, đây là một cái gap rũ bỏ. Hai gap rũ bỏ các anh chị là khi mà anh chị thấy anh chị đang nắm hàng ở những cái vùng này đi, T cộng 3 anh chị đã về rồi, anh chị luôn luôn sẵn một cái tâm thế là anh chị bán đúng không ấy, nhưng mà anh chị mở mắt ra xong ATO thấy ồ cổ phiếu này gap down rồi, chúng ta bán được, đó là anh chị bị rũ bỏ rồi, đó là anh chị bị rũ bỏ rồi. Còn những anh chị nhà đầu tư mà chúng ta vững tâm ấy, thì chúng ta sẽ không, và các anh chị khách hàng của em có khuyến nghị rồi, anh chị nắm tuyệt đối tới các bạn, cứ target mà chúng ta bán thôi, chúng ta không bao giờ được xoáy theo những vòng xoáy biến động xanh đỏ này của thị trường, nó rất là nguy hiểm. Và cũng như là khi mà anh chị bán rồi, anh chị không biết mua cổ phiếu nào cho nó ok cả, mà khi mình anh chị nhìn thị trường nó đi lên, anh chị chịu không nổi, anh chị mua, anh chị đu đọt, anh chị mua chống ngay đỉnh, anh chị chết ngay, đúng không ạ? Tâm lý, tầm nhìn, chúng ta nên hình dung ra được những việc đó, chúng ta nên bảo quản được cái tài sản cũng như là cái danh mục của mình sao cho hợp lý nhất là ok, được không ạ? Đấy, cổ phiếu tiếp theo đó là gì ạ? Vietcombank nè. Vietcombank thì giai đoạn hiện tại cái target của nó em có đề cập đối với các anh chị đó. Vietcombank thì cái target ở cái thời điểm hiện tại nó đang có những cái động thái là nó gì anh chị, nó phá vỡ những cái kênh xu hướng downtrend của nó và nó tiếp tục nó quay trở lại nó tăng điểm nè. Thì phiên hôm nay cũng là một cái phiên hút chân và dòng tiền vào nó đỡ cực kỳ tốt. Đấy, dòng tiền vào đỡ cực kỳ tốt. Và cái target của em đối với Vietcombank ở cái thời điểm hiện tại không chỉ là những cái vùng giá hiện tại đâu, và lên những cái vùng đỉnh cũ của nó, tức là vùng 107x108 nè, là một trong những cái vùng mà em ưu tiên em nắm target cho những cái anh chị khách hàng của em trong cái nhịp này. Và Vietcombank thì sẽ có một cái động thái đó là nó quay trở lại nó tăng khi mà dòng banh sẽ có tín hiệu nó chỉnh xong và nó tăng, còn giai đoạn hiện tại sẽ có những cái xu hướng nó tốc lũy thêm, anh chị cứ lưu ý ha. Như là STB nè, STB thì giai đoạn hiện tại nó đang có những cái động thái nó bị chỉnh rồi, sắp tới sẽ có những xu hướng nó chỉnh và tích lũy lại quanh những cái vùng này thôi. Tại vì trong cái giai đoạn này nó đã tăng mạnh quá rồi, và hầu như là nó tăng mạnh nhất dòng banh. Không kể SHB nhé, SHB là một con cổ phiếu nó phá vỡ quy luật cung cầu rồi, thì em sẽ không nói quá nhiều về con cổ phiếu đó đâu. Cho nên là giai đoạn này anh chị có hàng, anh chị nên cân nhắc chút lại, là những cái vùng này anh chị nên cân nhắc chút lại. Còn những anh chị mua mới ở những cái vùng này anh chị rất là khó xử lý, và chúng ta phải chấp nhận, chúng ta chờ đợi nếu mà chúng ta không muốn bị lỗ, tức là anh chị chờ dòng banh nó phục hồi, nó quay, nó tích chỉnh xong nó quay trở lại nó tăng, thì những cổ phiếu dạng như vậy sẽ có những động thái tăng giá tiếp tục. Anh chị lưu ý. Ok, qua dòng chứng khoán nào. Dòng chứng khoán thì sẽ có cổ phiếu nào? Thứ nhất là SSI. SSI cổ phiếu ở cái nhịp này thì em thấy là dòng tiền cực kỳ mạnh mẽ rồi, sẽ không nói quá nhiều. Và hôm nay á, cái lệnh vào SSI rất là nhiều, có những nhà đầu tư người ta chấp nhận, người ta vào những cái vùng giá này mấy trăm ngàn, 300-400 ngàn, tức là tầm khoảng đâu 10 mấy 20 tỷ đó, vào cổ phiếu này người ta giải ngân rất là mạnh đối với cổ phiếu này. Tại vì sao? Thứ nhất á, là em nắm rõ những cái xu hướng tăng giá của cổ phiếu trong cái giai đoạn này, những cái nhóm ngành nào sẽ có dư địa nó tăng. Cái mùa này, cái mùa gọi là báo cáo tài chính, những cái thì khi mà thị trường sẽ quay, không phải cổ phiếu nào cũng tăng. Anh chị hình dung, anh chị đồng ý với cái điều đó với em đúng không? Thị trường sẽ quay không có cổ phiếu, không phải cổ phiếu nào cũng tăng. Thậm chí có những cổ phiếu nó chỉnh giỏ, nó giảm điểm, nhưng sẽ có bên cạnh đó những cổ phiếu có game, có lợi về cái mặt báo cáo tài chính, nó tăng giá và nó giảm điểm. Đó là những cổ phiếu không đâu ai khác, đó là những cổ phiếu dòng chứng khoán. Thanh khoản đợt này em nói rồi, thanh khoản đợt này nó nổ, dòng chứng khoán nổ là điều tất yếu. Thanh khoản đợt này của thị trường, anh chị hình dung ra đi, thanh khoản rất là lớn, một phiên giao dịch tầm khoảng 17-18 ngàn tỷ là bình thường, phiên nay tầm khoảng rơi vào tầm khoảng 15-16 ngàn tỷ. Nhưng mà nhìn về lâu về dài, khi mà hệ thống của FPT nó đang đặt nhịp, nó xử lý, nó được test chỉnh thành công rồi, thì cái mức thanh khoản nó được nở ra. Tức là anh chị hình dung ra
đó là có mỗi phiên sáng thôi, có mỗi phiên sáng thôi mà cái thanh khoản của thị trường nó đạt đâu đó tầm khoảng 16-17 nghìn tỷ. Thì anh chị, thì phiên chiều anh chị hình dung anh chị nhân đôi ra, nó là sẽ vào đâu, nó sẽ rơi vào tầm khoảng 32-33 nghìn tỷ. Thì cái lượng thanh khoản, cái lượng mà nhà đầu tư mua bán trên thị trường nó nhiều như thế nào, thì ai là người hưởng lợi đầu tiên? Đó là công ty chứng khoán. Thì nó sẽ tác động một cách rất là mạnh mẽ đối với cái báo cáo tài chính này. Và thường ấy, báo cáo tài chính ra thì là giá cổ phiếu đã chạy xong hết rồi. Giá của cổ phiếu đã chạy xong hết rồi. Anh chị nên chú ý, anh chị nên giải ngân trước. Nó sẽ ok hơn. Nó sẽ ok hơn. Tại vì khi á, mà báo cáo tài chính ra giá đã chạy rồi, tức là trước khi báo cáo tài chính ra giá cổ phiếu sẽ chạy. Anh chị hình dung là như vậy. Đấy, hôm nay cũng cho tập trung cho giải ngân vào nè. Đây. Hôm nay em cũng cho gia tăng ở đây. Nè anh chị thấy hết phiên sáng HOSE sẽ đơ, cho nên là anh chị cứ tranh thủ. Tới lúc này là lúc gần cuối phiên sáng rồi, cho nên là tập trung qua máy FDI giúp em. Thứ nhất là được lợi về cái mặt T+3. Được lợi về cái mặt T+3 thì khi mà cổ phiếu nó tăng được mức nhất định á, anh chị luôn luôn trong một trạng thái anh chị có thể bán bất cứ lúc nào. Đó là em luôn luôn ưu tiên cho cái sự an toàn của các anh chị khách hàng của em. Luôn luôn quản trị cách đi vốn, luôn luôn có những cái chiến lược trading cho nó phù hợp cùng với cái hệ thống mà em hỗ trợ, sao cho nó bài bản và nó tâm huyết nhất. Hình dung là như vậy anh chị nhá. Tiếp theo đó là HCM này. Cổ phiếu này nó xấu hơn dòng tiền, nó không mạnh bằng RSI. Hình như anh chị nhìn đó là nó quay về những cái trạng thái nó tích đỉnh như vậy, nó không thành công, vốn không đạt, cũng như là dòng tiền người nhà cái người ta chưa vào, người ta đánh, người ta không đợi giá cổ phiếu này, thì sắp tới sẽ quay về trạng thái này, nó tích lũy lại quanh những vùng giá 32x này nè, nó sẽ quay trở lại, nó tích lũy, nó chưa có động thái bứt phá nhiều đâu anh chị ha. Dòng tiền như vậy không có, nhà cái nó vào nó đánh thì sao mà nó lên được? Đây là anh chị hình dung không không? Ấy, nhà cái vào đánh này, tăng rất là mạnh, nhưng mà nhà cái bỏ lơ, nhà cái chưa chú ý đến, nó lại sẽ có một xu hướng lên dần tiếp tục. Cho nên anh chị cứ lưu ý, có hàng đó, anh chị có lãi thì nên chốt lãi qua những cổ phiếu khác chúng ta đánh, sao cho nó tối ưu hóa được lợi nhuận. Còn gì mà muốn mua mới thì chúng ta phải chấp nhận chờ thêm một tí, chờ thêm một tí ha. RFS nè. Đấy, RFS thì em nói rồi, cái target của nó em cũng phổ biến trong cái video này, trong cái video này của cho các anh chị rồi ha. Đó là target của nó giá 32. Nó trong phiên có những phiên nó lúc lên 33 luôn, nhưng mà em cũng kệ, không sao. Tại vì target mình đặt ra nó chỉ mang một cái tính xác suất, và em tính làm sao cho nó tối ưu hóa được cái nó được cái giá cả cho anh chị bán ra một cách giá nó được cao nhất rồi. Thì khi á, trên một giá chẳng vấn đề, quan trọng là anh chị làm gì, anh chị bán ngay đỉnh đúng không, anh chị bán được ngay đỉnh, thì cái trạng thái cổ phiếu này nó đang dần nó về, nó tích đỉnh nè, nó tích lại đỉnh, và sắp tới nó sẽ tích lũy lại quanh những vùng này. Dòng tiền ở đây á, nó vào như vậy thì cùng lắm SS sẽ quay về những cái trong vùng 30 là cục, không được thủng vùng 30 nếu mà thủng cực kỳ xấu đối với cổ phiếu này. Còn nếu giữ được trần, anh chị đây là những cái vùng giải ngân đối với SS này, anh chị thì nếu mà giữ được trần quanh những vùng 30 anh chị có thể mạnh dạn giải ngân vào những cổ phiếu như vậy ha. Còn trạng thái hiện tại nên chờ đợi, có lại ở những vùng này thì không nên cố chấp mà nắm đâu, chúng ta nên chốt lại và qua những cổ phiếu khác chúng ta đánh ok hơn. Còn những cái vùng chiết khấu nó đủ tốt, tức là những vùng 30, quay về những cái vùng 30 này, em sẽ hỗ trợ cho các cái video phía sau, anh chị có thời gian ngăn vào. Cho nên anh chị nhớ đăng ký kênh nhé. Và những cái chi tiết điểm mua trong real time, tức là real time là trong phiên giao dịch em thấy ok đặt điểm mua này, em sẽ khuyến nghị lên cái hệ thống khách hàng của em. Hình dung là như vậy anh chị ha. Đấy. Như những cái cổ phiếu dòng chứng khoán, cổ phiếu nhỏ hơn như CTS này, đấy đúng không ạ, nó không có dòng tiền nó mạnh nó đổ vào như những cổ phiếu như SSI chẳng hạn, thì sẽ quay về nó chẳng lại, nó tích lũy lại thôi, không vấn đề gì. Những cổ phiếu này nó xấu cũng không xấu, mà thật ra nó tốt cũng chẳng tốt nữa. Như cổ phiếu này nó lại ok, cổ phiếu này là một trong những cái cổ phiếu mà sắp tới nó có thể nó chạy rồi, nó đang trong một trạng thái tích lũy đỉnh và dòng tiền nó chưa hề ra ngoài, thì đây cũng là một trong những cổ phiếu anh chị có thể tham gia vào. Nếu mà anh chị nào mà đánh tiền gọi là mua để uống cà phê ấy, tức là anh chị không mua lớn được những cái cổ phiếu như vậy đâu ha, anh chị không nên vào mấy tỷ đâu, chỉ nên vào tiền trăm thôi, nó sẽ ok hơn. Lượng thanh khoản nó thấp, cho nên là phù hợp với những anh chị mà có NAV nó nhỏ, NAV nó nhỏ ha. Anh chị lưu ý giúp em đối với những cổ phiếu như vậy. Đây là một trong những cổ phiếu có thể có những điểm mua ở 2-3 phiên sau đây,
lưu ý với những cổ phiếu như vậy. Chúng ta qua những cái dòng dầu khí nè, chúng ta qua những cái dòng dòng chính của ngày hôm nay mà em muốn nói đến, đó là dòng dầu khí. Tại sao không phải là những cổ phiếu khác mà là BVS trong cái dòng này? BVS thì trong cái dịp này em nói rồi, hồi nãy em nói rồi, tức là BVS á, anh chị có thể là mua gia tăng hoặc là mua mới ở những cái vùng này. Những cái video phía trước, video nhận định tuần em cũng đã nói về những cổ phiếu dạng như vậy rồi, nó đang có những cái xu hướng rũ bỏ trong khi thị trường nó tăng, thì đó là một cái tín hiệu cho thấy nhà cái đang cố ý rũ bỏ nhà đầu tư ở cái thị trường hiện tại của chúng ta. Khi mà rũ bỏ thành công á, là cái lực tiền từ băng sẽ đổ qua những cái dòng dầu khí. Anh chị thấy không, hôm nay tại sao dòng dầu khí lại tăng, đặc biệt là BVS? Tại vì phiên chiều ấy chỉ có Hà Nội với Upcom nó mở thôi anh chị. Khi Hà Nội Upcom nó mở thì những cổ phiếu dạng như BVS này nó sẽ thu hút dòng tiền nó nhiều hơn là những cổ phiếu như BVD anh chị ha. Đấy, thì khi mà thu hút được dòng tiền nó mạnh như vậy á, thì những cái dòng tiền mới chốt lãi ở phiên sáng, tức là chốt lãi cổ phiếu nào như dòng banh này, dòng chứng khoán này, anh chị chốt lãi rồi đúng không? Thì vì tại vì thị trường mới sáng ra đã đỏ rồi, thì là những cái anh chị nhà đầu tư kia, anh chốt lãi, anh chị đang cầm tiền, anh chị chờ những cơ hội khác, thì đây chính là cơ hội cho các anh chị có thể dán ăn vào. Thì đó, cho nên cái dòng tiền nó bị thu hút, còn BVS này dòng tiền nó thu hút cái dòng tiền đổ vào, thì hôm nay điển hình đóng phiên nó tăng một cách cực kỳ dứt khoát. Và dòng tiền hiện tại cho thấy mặc dù nó không đạt, nhưng nó có cái sự nghi ngờ của nhà đầu tư ở phía sau, thì những cái cổ phiếu như vậy nó sẽ đánh lên những cái vùng giá 25x là bình thường. Cho nên anh chị cứ hình dung ra về một target, và khi một cổ phiếu này đã có những cái xu hướng là gì anh chị, những có những cái xu hướng tạo đáy như vậy, thì anh chị nên lưu ý vào có những cái xu hướng tạo đáy như vậy nè. Đấy, đáy thứ nhất nè, em xóa cái này cho nó dễ nhìn nè. Đấy, đáy thứ hai nè, đúng không ạ? Xu hướng tạo đáy đối với những cổ phiếu như vậy, đáy thứ nhất, đáy thứ hai. Đáy thứ hai cao hơn đáy thứ nhất chứng tỏ là dòng tiền đang quay trở lại ở những cổ phiếu dài như vậy. Mà khi mà dòng tiền quay trở lại như vậy rồi, xu hướng đánh bứt thoát lên những cái vùng giá 25x là 25x này cực kỳ cao anh chị ha. Còn nếu mà anh chị đều quan tâm về cái dòng dầu khí cũng như muốn vào những cổ phiếu dài như vậy, em sẽ có điểm vào cho anh chị, nhưng mà chưa phải lúc này, tại vì target của nó sẽ là những cái vùng này. Mà khi anh chị thấy vùng giá 24 với vùng giá 25 nó tiềm cận rồi, thì anh chị phải chờ đợi một cái nhịp chỉnh ở phía sau, hoặc ít nhất anh chị nhìn vào những cái dòng cổ phiếu cùng dòng nó có chạy hay chưa. Rồi một lát nữa em sẽ nói ha, là em bắt được những cái gì, em bắt được những cái trạng thái mà cổ phiếu sẽ có những cái trạng nó dấu hiệu nó tăng, cũng như là cái cách đi tiền của nhà cái. Anh chị hình dung ra là thị trường nó tăng thì những cái nhóm ngành cũng phải tăng chứ, đúng không? Thì những cái nhóm ngành cũng phải tăng, dầu khí thế giới nó lại phục hồi nữa, tại sao hôm nay lại nó không tăng, tức là bị đè giá. Mà khi mà bị đè giá thì chúng ta hỏi nhà cái, ông đè giá ông có mục đích gì? Thì chúng ta ở đây có một cái câu trả lời, đó là gì anh chị? Ông đè giá để cho những cái nhà đầu tư ở những cái vùng này, người ta bán ra, ông mua được với giá rẻ, đúng không? Khi mua được với giá rẻ rồi, ở những cái vùng này nó lại đánh lên. Thì hôm nay là xác nhận một cái phiên tạo đáy thứ hai đối với dòng BVS này. Thì những cái target ở phía sau, dòng tiền đang quay trở lại rồi, là 25x, 26 là có. Anh chị cứ lưu ý, đây là cái target ngắn nhất đối với dòng dầu khí ở cái thời điểm hiện tại ha. Và em đoán không lầm, ngày mai tiếp tục xu hướng tăng đối với dòng dầu khí, đặc biệt là BVF nói riêng ha. Anh chị lưu ý, chúng ta hình dung chúng ta bắt được cổ phiếu, chúng ta cứ túc tắc chúng ta ngồi, chúng ta nhìn cổ phiếu nó chạy, nó rất là vui ha, rất là vui trong một cái nhịp mà chúng ta bắt được đúng dòng, nó rất là hạnh phúc. Tiếp theo đó là BVD nè. Giai đoạn trước em nói em không tham gia vào BVD trong giai đoạn này, nhưng giai đoạn này em sẽ có những cái động thái, em xác nhận tham gia lại đối với cổ phiếu này. Nhiều anh chị hỏi em đó là dòng dầu khí hôm nay chạy rồi, BVD chưa chạy. Tại vì sao anh chị? Tại vì nó nằm bên HOSE thì dòng dầu khí hôm nay nó mới chạy, đặc biệt là phiên chiều nó mới chạy, nó mới bùng nổ, đúng không? Thì HOSE nó bị lơ là phiên chiều thì nó không vào được đó anh chị. Phiên hôm nay chủ yếu là những cái cổ phiếu, những cái nhà cái, nó dòng tiền nó trú ẩn nó vào hơn, nó mới khớp lại được thôi. Anh chị hình dung là như vậy. Cho nên nhịp phía sau, nếu mà anh chị quan tâm dòng dầu khí, giải ngân BVD, ok, giải BVD được ha. Còn BVS nó chạy rồi, anh chị nên thả nó đi. Đấy, đây là cũng là một trong những cái dòng anh chị có thể vào được. Tại vì sao? Mặc cho là anh chị thấy là cái nền của nó hơi lỏng,
nền của nó lỏng, nó không được siết chặt, nó cũng như là nó không được đẹp. Nhưng là một cổ phiếu, nó sẽ có những cái xu hướng nó chạy sau BTS, tại vì nó hưởng lợi dòng tiền từ cái nhóm ngành này mà, tại sao nó lại không chạy được? Đây cũng là vùng, những vùng đủ chiết khấu. Và anh chị, nó cũng có những cái day high mà nó quay trở lại, nó lắp gáp rồi nè. Lắp cái vùng gáp này nè, đã xong. Vùng gáp này là được tạo ra, có những phiên này nó lắp đã xong ha. Thì những cái vùng phía sau, yếu tố chạy là điểm tất yếu. Cho nên là anh chị cứ hình dung ra, khi một khi đã chạy rồi thì anh chị không được mua mới nữa. Và những cái vùng này anh chị là những cái vùng mua, anh chị nên mở vị thế. Khi có những cái phiên xác nhận tăng như BBS, anh chị có thể vào. Khi có những cái phiên xác nhận tăng như BBS, anh chị có thể vào gia tăng. Còn những cái vùng này mở mua, vị thế mua mới là ok, hợp lý và an toàn. Đấy là một trong những cổ phiếu anh chị có thể chú ý ha. Dòng tiền nó không có ra, dòng tiền không có ra anh chị, thì chúng ta nên hình dung ra là chúng ta có được cái sự bảo kê, chúng ta có được cái sự an toàn so với cổ phiếu này đối với thị trường. Anh chị hình dung ra không? Đấy là một cổ phiếu em gửi tặng anh chị xem video của em trong một cái dịp này, anh chị có thể tham gia lại được. Tiếp theo đó là OIL nè. Đấy, cổ phiếu này cũng như vậy, cổ phiếu này là một trong những cổ phiếu đủ cái độ chiết khấu để anh chị vào trong giai đoạn này rồi. Và trong một xu hướng những cổ phiếu dạng mà nó rụ bỏ dài như vậy nè, nó đánh, nó cực kỳ tra tấn tâm lý của anh chị đúng không? Anh chị mà nắm cổ phiếu vùng này mà anh chị chờ hồi, ôi thôi, anh chị cực kỳ mỗi ngày mở bảng điện ra là một cực hình đối với anh chị. Em tin điều đó và em cũng biết cái điều đó. Và trong quá trình đầu tư em rút kết ra được những cổ phiếu có mẫu hình mà rụ dài lâu, rụ rỉ máu như vậy nè, tức là mỗi ngày nó rụ một ít, mỗi ngày nó mất 1-200, mỗi ngày mất 1-200, anh chị cực kỳ stress. Mà khi mà nó rụ bỏ với một trạng thái kỳ cung như vậy rồi, nhà đầu tư người ta gần như là người ta đã ỏi sạch hàng hết rồi. Đỉnh điểm bên phiên này, đỉnh điểm bên phiên này, thì anh chị hình dung ra khi mà anh chị đầu tư vào những cổ phiếu dạng như vậy, thứ nhất là upcom, anh chị phải biết vào đúng điểm. Upcom anh chị phải biết vào đúng điểm. Nếu không vào đúng điểm, nó rụ những cái phiên như vậy mỗi ngày, nếu thậm chí nó mà sàn anh chị mất 15%, anh chị cực kỳ stress. Đấy, thì đây cũng là một trong những cổ phiếu mà đang đủ cái độ tiêu chí mà anh chị có thể vào trong dịp này rồi. Dòng tiền đang quay trở lại rồi. Đấy, tức là những cái vùng này nè, anh chị thấy không? Volume này anh chị thấy không? Thậm chí cái volume bán, volume chốt lời này, nó cũng thiền cho anh chị thấy là cái độ lì của nó nhiều như thế nào. Anh chị cứ bán ra đi, nó mua lại hết. Anh chị thấy không? Bán ra đi, tôi mua lại hết. Bán ra đi, tôi mua lại hết. Những cái vùng này, khi mà nó đủ hàng rồi, chuẩn bị đánh này, thì cổ phiếu này em kỳ vọng nó chinh phục lại được những cái vùng này, ok, nó sẽ đánh vượt đỉnh cho một cái target ở phía sau nó xa hơn. Cho nên là OI là một cổ phiếu anh chị có thể quan tâm trong một thời gian tới ha. Quan tâm trong một thời gian tới, anh chị lưu ý về những cổ phiếu dạng như vậy. Có đây là cái vùng đủ chiết khấu để cho anh chị có thể vào đấy, anh chị lưu ý. Tuy nhiên em sẽ chờ cùng với hệ thống của em, chờ một cái phiên sao cho nó tích cung, nó đẹp đẹp một tí. Phiên hôm nay cũng chưa đạt đâu, nhưng về cái độ an toàn nó đạt. Nhưng mà cái đồ chạy ngay mà anh chị mua, anh chị vào hàng T+3, T+4, T+5 gì đó mà anh chị có lại, nó là một câu chuyện hoàn toàn khác ha. Trở về cái sự hỗ trợ về phía real time ấy. Chứ mà ngồi bây giờ mà nói ok, phiên nào nó chạy em sao biết được. Tại vì em phải nhìn nhận, em phải quan sát về những cái biến động trong phiên. Em thấy là ô, dòng tiền nó vào rồi, dòng tiền nhà cái nó đổ vào như vậy là thấy tín hiệu rủ bỏ, tín hiệu tết cung, tín hiệu dòng tiền đi vào, xác nhận dòng tiền thì vào nó mới an toàn, mới chắc cú được anh chị, đúng không ạ? Anh chị cứ lưu ý vùng này rất là nhạy cảm đối với những cổ phiếu dạng như vậy. BSR Bình Sơn là một cổ phiếu em có cho vào ngày hôm qua. Thật ra là mua ở những cái phiên như vậy nè, em cho chút lãi rồi những cái phiên như vậy, nhưng mà vào lại những cái phiên hôm qua rồi. Thì đây là một trong những cổ phiếu nó đang không có đỉnh, về mặt trung hạn nó đang không có đỉnh, nó đang không có đỉnh của nó về cái mặt trung hạn, anh chị lưu ý. Đấy, thì khi mà không có đỉnh như vậy nè, nó chạy ít nhất cũng phải lên 20. Nếu mà anh chị nào có xu hướng cầm Bình Sơn đối với em, thì anh chị cũng kỳ vọng một target như thế, kỳ vọng một target như thế là lên 20. Đấy, những cái vùng này đánh lên 20 là anh chị lãi được ít nhất tầm khoảng 10-15% là anh chị mới bán đối với cổ phiếu này. Và cái tin tức về dư địa của nó còn rất là nhiều, báo cáo lại quỹ, báo cáo tài chính của nó cũng rất là tốt, dòng tiền đổ vào, dòng tiền không thoát ra. Đặc biệt là có những cái phiên bán như là nhỏ lẻ người ta bán chứ không có những cái nhà đầu tư người ta thoát
ra cái dòng tiền ở những cổ phiếu như vậy thì anh chị nên lưu ý đối với những cổ phiếu như vậy. Có hàng thì 5 năm, còn mua mới sẽ không mua mới những cổ phiếu dạng như vậy nữa, tại vì nó hết điểm mua rồi. Nó hết điểm mua rồi. Khi á anh chị muốn mua cổ phiếu, anh chị phải chờ những cái điểm mua sao cho đẹp, nó phù hợp và nó an toàn. Còn anh chị mà cứ đua lại như vậy, anh chị rất là dễ chết. Và anh chị không biết mình mua vì cái điều gì. Anh chị mua vì thấy giá cổ phiếu nó tăng, nhưng mà anh chị chắc là phiên sau nó tăng hay không? Anh chị phải tự đặt câu hỏi ra như chúng ta như thế. À, anh chị mua phiên đỏ vì anh chị thấy nó rẻ, nhưng mà anh chị chưa biết là ngày mai nó có giảm nữa hay không. Chúng ta đang trong một trạng thái hầu hết tất cả nhà đầu tư ở cái thời điểm hiện tại của chúng ta, chúng ta chưa biết chúng ta mua vì điều gì. Chúng ta mua vì cổ phiếu nó vận động như thế nào, hay là chúng ta mua vì báo cáo tài chính, chúng ta mua cho đầu cơ, chúng ta mua trong trung hạn. Kể cả rất là nhiều anh chị nói anh chị ô tôi đầu tư trung hạn, nhưng mà giá cổ phiếu trong phiên nó giảm một tí là anh chị là hoảng cả lên, đúng không ạ? Rất là nhiều nhà đầu tư đang bị cái trạng thái như vậy. Cho nên là anh chị cứ phải xác định chúng ta mua vì điều gì, chúng ta mua vì phương pháp gì, chúng ta bán vì phương pháp đó, đúng không ạ? Cho nên cứ hình dung là như vậy. Dòng dầu khí đã hồi sinh thật sự trên cái thị trường này rồi chúng ta. Và một khi dòng banh, dòng chứng khoán nó đã có trạng thái nó chỉnh thì dòng tiền nó sẽ luân chuyển, nó phân hóa qua dòng dầu khí. Anh chị lưu ý đối với em là như vậy. Đấy, dòng bao, bao cũng là một trong những cổ phiếu anh chị có thể đáng lưu tâm trong thời gian tới. Tại vì sao anh chị? Nó đang bị một những cái kháng cự này, nó bị áp lực lên cổ phiếu này. Ha, nó đang bị áp lực lên những cái giá, mặt giá cả hiện tại của nó. Nhưng mà anh chị thấy đi, khi mà đủ cái độ chiết khấu rồi, đủ cái độ rũ bỏ rồi thì nó sẽ đắm. Thì nó sẽ đắm. Nếu mà bao giữ chậm lên được những cái vùng giá, vẫn giữ được trên những vùng giá 13.3 này trở lên nè, có những yếu tố kỳ cung hẳn đi như những cái phiên này nè, như những cái phiên này nè, đấy thì nó sẽ đánh, nó sẽ đánh, tức là khoảng 2-3 phiên nữa bao nó sẽ có những cái trạng thái đủ tiêu chí để mua thì em sẽ hỗ trợ trong group, trong hệ thống của em. Còn ở đây em phím về cái gì? Phím về cái cổ phiếu này anh chị có thể mua được về cái mặt giá cả, anh chị có thể, anh chị có thể an tâm là anh chị không bao giờ chết nếu mà anh chị mà mua theo những cái điểm như vậy. Nhưng về cái mặt cổ phiếu nó chạy ngay, cổ phiếu nó có những xu hướng target như thế nào, mua bán như thế nào, em sẽ hỗ trợ trong cái hệ thống khách hàng của em. Anh chị lưu ý về điều đó. Ok, thì dòng dầu khí hiện tại em xác nhận rồi, nó đã có những cái bước mặt đầu tiên về cái sự tạo đáy và xác nhận xu hướng đi lên của nó trong cái những cái phiên tiếp theo. Cho nên nhìn về cái mặt hiện tại của thị trường, em đánh giá là phiên nay là phiên cực kỳ tốt với khối lượng giao dịch tầm khoảng 16-17 ngàn tỷ. 17 ngàn tỷ là một phiên cực kỳ tốt. Đối với hấp phiên hấp cung như vậy, đáng ra nó phải bị chốt lại mạnh, nó bị rụ bỏ, nhưng mà không, dòng tiền bên ngoài vào cực kỳ mạnh mẽ thì những cái phiên tiếp theo nó khẳng định một cái xu hướng đi lên của nó là mạnh mẽ và quyết liệt như thế nào. Anh chị phải hình dung ra được dòng tiền mà cứ đứng ngoài nó bán bao nhiêu nó mua bao nhiêu thì nó sẽ đánh lên, đúng không ạ? Chẳng việc gì mà chúng ta bỏ tiền ra, nhà cá nó bỏ tiền ra nó lại đánh xuống cả, nó tự chặt chân nó. Anh chị hình dung ra như vậy ha. Ok, và vừa rồi em sẽ đã phổ biến cho anh chị về cái gì, những cái vận động của VN sẽ như tiếp theo, nó vẫn sẽ có những xu hướng tăng tiếp tục tiếp theo, sẽ cần những bước đệm một hai phiên và sắp tới nó tích chỉnh lại và nó sẽ tiếp tục những cái xu hướng tăng mạnh mẽ ở phía tiếp theo. Dòng banh hiện tại nó đang có một cái những cái gì, những cái xu hướng tích chỉnh cực kỳ tốt, anh chị có, anh chị nên nắm giữ. Và những cái gì, những cái xu hướng của dòng chứng khoán hiện tại, anh chị nhìn, anh chị cầm cái bản báo cáo tài chính của nó đi, anh chị sẽ thấy được cái độ khủng khiếp khi mà thị trường nó nở cái độ thanh khoản của nó ra nhiều như thế nào. Và cái sự hồi sinh của dòng dầu khí ở cái thời điểm hiện tại đang là có cái sự giải tỏa cho nhà đầu tư cầm cái dòng dầu khí bấy lâu nay, anh chị đang rất là vui mừng. Cũng như là khi mà cái độ dòng tiền chốt lãi từ những cái dòng ngân hàng nó qua, dòng dầu khí sẽ được thu hút cái dòng tiền đó và nó đánh lên cực kỳ mạnh mẽ trong thời gian sau. Cho nên là ok, cũng xin cảm ơn anh chị đã cho tới thời phút này, đã dành thời gian mà anh chị lắng nghe tôi cho tới thời điểm hiện tại. Nếu mà thấy hay, anh chị nhớ chia sẻ cho những anh chị nhà đầu tư khác, chúng ta cùng nghe và chúng ta cùng tham khảo ý kiến của em. Em cũng rất là vui khi mà là được đóng góp trong cái cộng đồng này, dù ít hay nhiều. Mỗi anh chị dành thời gian ra nghe, đó là một sự mà rất là cảm ơn đối với các anh chị nhà đầu tư ở cái thời điểm hiện tại. Ok, thì anh chị nhớ đăng ký kênh để khi mà em thấy là những cái danh mục phía sau mà nó đạt, nó đủ cái độ chính
thì em sẽ up lên đây cho anh chị tham khảo. Anh chị cũng đừng quên là like để ủng hộ em trong những video lần sau. Và nếu mà anh chị thấy cái tư vấn của em nó phù hợp và nó ok đối với anh chị thì anh chị cứ mạnh dạn inbox em về những cái hệ thống VPS bên em, chúng ta cùng đặt nhau đồng hành và đầu tư cho những cái nhịp tăng giá phía sau. Rất là nhiều cơ hội, rất là nhiều điểm mua, những cổ phiếu luôn luôn có những cái trạng thái điểm mua cho anh chị. Ok, em xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những cái video lần sau.